mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Thiện Nhân. Hôm nay chúng tôi rất là vui mừng được giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm Đông Ben X30V5, là một cái phiên bản khá là đặc biệt. Khách hàng có làm cái khoang sau nó giả giống một chiếc xe 7 chỗ. Ngay bây giờ mình với các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu cái sản phẩm này. Sản phẩm này mình đã làm xong rồi và chuẩn bị giao tới khách hàng. Họ là một cái đơn vị làm về sơn. Đây là logo của họ này. Ở cái đằng sau này các bạn sẽ nhìn thấy cái điểm đặc biệt, họ làm cái màu đen như này, nó giống, nó tương đồng với cái màu đằng trước, nó khiến cho người ta đi đường người ta sẽ nghĩ rằng đây là một chiếc xe 7 chỗ. Đó, thì toàn bộ cái sản phẩm này nó có cái điểm đặc biệt là như vậy. Ngoài ra mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài cái điểm cái option mà cái xe này được trang bị, nó sẽ xịn hơn so với một số cái xe mà mình từng làm. Trước tiên mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn này. Đây là một chiếc xe tải van 5 chỗ, trọng tải là 490 kg, của Đông Ben, nhà máy Đông Ben. Đã quá quen thuộc rồi, mình đã giới thiệu rất nhiều rồi, có giới thiệu quá nhiều về cái xe này rồi. Một chiếc xe có một cái thiết kế giống như chiếc xe BMW. Ở đây là cái biển, cái chiếc xe này mang biển D nhé các bạn. Biển D các bạn có thể lưu hành trên phố 24/24 mà các bạn không gặp phải bất kỳ trở ngại gì. Đây chúng ta có hệ thống đèn pha bi xe lông sáng tiết kiệm nhiên liệu. Chúng ta có khe lấy gió điều hòa to bản lớn. Chúng ta có cái tim của cái sản phẩm này là cái động cơ 1.5 lít chứa tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Tiêu thụ nhiên liệu chỉ từ khoảng 65 lít cho 100 km. Thì cái sản phẩm này sử dụng máy một động cơ 1.5 sản sinh ra công suất là 80 kW, ở vòng quay là 5.200 vòng. Đấy, thì tất cả mọi thứ mình đã nói qua rồi. Chúng ta có trợ lực lái điện, điều hòa 2 chiều, kính điện, khóa điện. Đây, khóa điện là cái này. Đó. Tất cả mọi thứ rất đầy đủ, mình đã làm rất nhiều video rồi. Thì là các bạn có thể là xem qua ở một vài cái video mà xe mà mình làm đẹp hơn. Đây, sản phẩm này đã được bọc vô lăng như này và trải sàn bên dưới, các bạn nhìn thấy không ạ? Đó, chúng ta có bộ camera lùi, camera hành trình. Và đặc biệt hơn là nó có cái ốp trần như thế này. Đây, trần bằng ni lông như này, cũng khá là đắt tiền đấy. Chúng ta sẽ có một cái ghế da. Đây, các bạn nhìn thấy ghế da. Bình thường cái sản phẩm này chỉ có ghế lỉ thôi. Riêng cái xe này thì mình đã cài cho nó cái option là ghế da rồi. Đấy, một phiên bản 5 chỗ, ghế da, hai hàng ghế. Và có cái lót sàn đằng sau. Đấy, rất đầy đủ. Ngoài ra một điểm nữa là mình cũng làm dán phim cách nhiệt cho cái sản phẩm này, màu đen, các bạn nhìn kính màu đen này đó. Ok, mình sẽ ra đằng sau để các bạn xem có gì đặc biệt hơn không nhé. Chúng ta vẫn có những cái rất đặc biệt. Website của mình xedongben.com, các bạn truy cập vào đó. Chúng ta có logo Đông Ben đằng sau này, biển bắt rồi, mình mở lên đấy. Ở phần sau thì nói chung là cũng không có gì đặc biệt cả, chúng ta chỉ thấy cái nổi bật nhất đó chính là cái trần đó, cái trần rồi. Nếu các bạn quan tâm đến cái sản phẩm này, hãy gọi cho mình 0987 3322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.